Để vô cái ép rồi gậu lật ngang hết la đó. Không có la bọng gì nữa được đó. Là con heo chú hai tự chói rồi chói một mình luôn hả? Không chói rồi hai người khiêng lên rồi bắt đầu nó vịn người vịn hả? Thí dụ để các bạn về, thí dụ heo để nằm về phải không? Dạ. Thì chú kìm lỗ tai về ở đây, chú thọt thằng này lật ngang qua, chú vừa thọt vô này lật ngang qua liền một cái là ôm con vậy. Rồi mới là hồi đó là nó ngay sau là hợp tác xã mới làm là cái chảo đụng, chảo mà lò thục á, lẫn mình thục á. Chứ còn lúc trước là sói không à, lúc mà làm tư nhân ở ngoài nó mướn mình làm á, nó móc hàm cho bạn hàng ở chợ Tân Châu luôn á. Là nó, mình làm là cái chảo mình sói nó lâu lắm, còn hay là khoảng nửa tiếng đồng hồ mới có xong. Còn lò thục với mau. Ủa tại bây giờ cũng phải nói chứ nhiều khi tôi nói với Hiếu vậy. Mình nghĩ rồi, nhiều khi mình nằm đi mình nhớ chực lại ha. Mình không ngờ mình giết theo tới cỡ đó. Vì quá trời sinh mạng người ta. Không vì cuộc sống, nghèo khổ nó mới làm. Làm giết sinh mạng người ta biết bao nhiêu chó với heo. Cái thời điểm mà chú hai đâm heo đó, đâm ngày mấy con mình có nhát tay luôn không? Không. Trời ơi, hơn đâm không có biết ngán tay cái gì hết. Mà con heo nó gặp mà tôi bước lại chuồng ha, là dẫn nó đi là ghi là không ạ. Biết rồi ha. Nhưng biết nó chết, ghi là không. Chứ còn mình thấy là cái đời sống của mình khổ rồi. Giờ mình làm để kiếm sống chứ lúc đó cũng là biết tội phước lắm. Mà nhưng bắt buộc phải làm để nuôi bản thân. Vậy chứ bây giờ lúc đó chưa có nhìn được anh em, cha mẹ. Rồi sống lang thang cô độc mình là cũng như sống là đi kiếm làm ăn á. Kiếm cơm ăn hồi đó. Rồi sao mới lớn lên được mới đi làm mướn này nọ được. Đời của chú hồi đó nó thiệt chứ ở đây ha. Lúc mà 12, 13 tuổi đồ á, với 14 là sống với bà nội khỏe lắm. Đã buôn bán đồ. Tới năm cách mạng thành công, năm 1975 cách mạng thành công á. Rồi bà nội chết. Lúc đó còn nhỏ không có biết gì. Gia tài thì bị người ta lấy. Cái thời điểm đó chú hai chưa đâm heo đó hả? Lúc đó là cũng có đâm rồi, lúc bà nội còn sống cũng có đâm nữa. Mà lúc đó mới 14 tuổi, 15 tuổi là đâm như ông Bảy Quản á, ông bằng heo kế bên nhà. Mà ông thương lắm. Giờ ông mới chỉ, ông kêu lại coi cạo lông hơi làm ruột, xả ruột tiếp ông vậy. Giờ ông mới chỉ, ông mày làm hồng heo đi. Cũng hăng. Ông bắt con heo có đâu ba mấy ký 40 vậy. Ông bắt đâm. Mà đâm con heo không có biết đâm chỗ cắt nách luôn. Nó không có chết mà nó là. Đó, giờ sao cái ông chỉ là cái từ đó tới sau đâm. Ngay tại luôn. Ngay tại. Mà màn hẳn nhất là tội nhất là màn heo nái. Bắt heo nái cái miệt sông bé. Xong tiên nào bắt mấy miệt ở trường Minh Miên á. Về heo nái có chữa không? Màn da cái có con hơn mười mấy con, có con 7-8 con. Màn ra là chân Hà Nam ha, bắt con nó để vô thao á, chân Hà Nam ăn á. Bởi vì sau này là lúc mà chú nằm mà thấy vụ mà con bà già là kêu cứu, mẹ đồng bà kêu cứu á. Là rồi đổ đồ nghề rồi mới về đây sống. Nói người về đây sống rồi cũng khổ. Giờ cái Tết chạy chiếc xe đạp hồi đó đâm đổ lúa, làm heo đổ lúa một ký heo là giả lúa, người ta kêu mình làm một con heo ta cho một ký thịt đó. Đâm dạo thì sớm đó, là đâm từ sáng đêm chạy tới sáng là mười mấy con. Từ 7 giờ tối chạy tới 2-3 giờ sáng mười mấy con heo. Hồi nãy chú hai nói là chú hai đâm heo
heo từ lớp 14 tuổi tới năm 60. Tính là 62 tuổi chú mới có nghỉ á. Là bốn mấy năm hả chú Hai? Ừ. Là cái số lượng heo chú Hai đâm là không biết hả chú Hai? Không biết bao nhiêu mà kể. Tại trung bình hồi đó Móc Hàm á, lúc mà hợp tác xã Móc Hàm á, làm trung bình một đêm ở chợ Tân Châu 50-60 con. Ừ. Ngày nào cũng vậy, Móc Hàm. Còn lúc mà trước chưa cách mạng thành công á, thì làm ngày đêm 9-10 con, 7-8 con, nhiều khi 5-3 con không chừng. Đó. Ông chủ ông nói, người ta Móc Hàm nhiều thì mình làm nhiều, ta Móc Hàm ít thì mình làm ít. Tôi nói tôi làm heo bây giờ không phải nói con heo bước buông ra bắt con heo một tôi đi bắt rồi con heo tôi biết là lòi lỗ liền. Đánh số ký biết có mắc bao nhiêu ký bọng Móc Hàm á. Biết mắc nhiều ký nữa. Thí dụ con heo thường thường nó mắc á là 25 ký. Đó, con không biết là con bụng bồ đài á bắt tới 30. Còn con mà mình đóng chỉ á mắc ít. Mà ra mổ heo căng lên biết lòi lỗ liền. Đi làm mướn thì chứ mà ông chủ cũng còn sợ mà. Nhưng ngay nhiều khi mình đâm hỏng heo rồi với mình làm chó giết rồi nhiều khi mới nói mình nằm đêm suy nghĩ mình cũng giận ngốc lắm. Mà cái quả của mình phải là làm để kiếm ăn chứ còn còn nhiều con heo không ai nói tôi nói gian chết liền lỡ nó heo dẫn nó đi mà nước mắt nó tuôn á tôi nói chắc không ai tin. Con heo á, dẫn nó gị nữa, nó la mà nó chảy nước mắt. Mình vẫn biết cái đó. Mà mình vì cái cuộc sống của mình mới đi làm. Chứ còn nếu mà giàu có ai mướn thì cũng không làm. Mà lúc đó quá khổ. Bắt buộc phải làm. Chú Hai đâm là chú Hai chỉ một nhát một là chết một con ha? Có khi con nào mà nhiều nhát không? Không. Yêu cầu cái tay thì nắm cái lỗ tay gịch xuống nhà phải không? Đó. Ở đây thì đưa vô hơi nắm cái mỏ đó để đưa vô lật ngang thầy thằng Vĩnh con heo á lật ngang quá già vừa đưa vô lật ngang quá rồi rồi ra thịt nó lại ra có người ra tôi ra cũng được mà thảy ra thí dụ tôi đâm rồi bắt đầu xây ngang mấy đó cạo thảy xuống tôi mới mổ tôi chẻ làm hai móc lên móc hàm đó còn đi chợ nếu tao mướn mình ra còn mình chẻ làm hai à còn tao không mướn thôi yeah. Mướn đâu con heo làm thí dụ da thịt có mấy đồng bạc mệt lắm da thịt cái thời điểm mà chú Hai mằng đó là không có điện chỉ đâm cho nó chết luôn ha đâm không qua mấy năm sau mới có điện thôi đôi một cách mạng thành công sau mới có điện có điện là giật nó chết mình cũng phải đâm giật chết mới đâm heo chết mới đâm. Bởi sống bây giờ không ai nói chứ cái thằng bên đây cái bên nhà tôi nè tôi nghĩ cái người ta kêu đâm heo cúng đình đâu á nó lãnh nó đâm con 300 ngàn tôi mày nghĩ đi mày đừng có làm mày không hơn tao đâu mày cái nghiệp quá dữ lắm chứ đừng thấy gì mà hơi hay ho gì mà nhiều khi cái chủ trong hoàn cảnh gia đình của người ta làm người ta khổ tao mới làm đó, mình không khuyên mình không nói được còn có ăn rồi xin phiên nghỉ thì đó chứ còn như tôi bây giờ ai mướn làm con heo đi chịu cũng không làm đó. Tại vì đó mình làm quá làm hồi đó mình quá khổ rồi mình làm giờ mình không còn khổ nữa mình vừa đủ ăn mà mình khổ cũng không đến đổi như hồi xưa tôi nói thiệt tôi cứ vợ tôi nha, chưa cứ vợ tôi nữa. Là tôi cầm chiếc xe lâu mà tôi chạy á. Là chỉ ăn, hồi đó mới biết ra chạy xe lâu. Ông ăn phải mì cả tháng trời với phải làm. Không có tiền mua cơm ăn. Nó khổ tất cả đó. Mà không nhà, không cửa, chạy nằm ở ngủ giữa chợ không. Ở bên xe đầu này ngủ lỡ xe đầu kia ngủ gì chứ bởi vì giờ tôi được về cũng phước lắm mà chứ lúc trước khổ cái
đồ khi mà chú Hai bỏ nghề đâm heo này đó, cái đồ nghề sao chú Hai tặng là người khác thôi? Không, đồ nghề hồi lúc trước rồi bỏ xong Tân Châu. Giờ sao về đây mằng nè. Mằng mướn cho thằng Mười. Mười nó có đồ nghề, nó bán thịt tết ở chợ á. Ở chợ Rạch Thơ, ở chợ Gia Đình nè. Nó ngay đêm là bữa 28. 28 với đêm mùng 1 là cũng mười mấy con ạ. Dạ, đồ nghề của nó, còn hồi đồ nghề tôi dục bỏ hồi ở Tân Châu. Cái thời điểm ở Tân Châu chú Hai dục bỏ đồ nghề là mình hứa nghỉ làm hay sao? Thì nó là tại gặp cái người đàn bà có chữa mà kêu vậy á. Thì giờ kêu rồi, giờ chú ơi chú gắng cứu tôi chữa bị tay giết rồi. Chỉ có mình chú cứu được thôi à. Mở mắt ra không thấy ai. Mà nhắm mơ màng thấy kêu vậy. Mà ba lần mới kêu ông Bảy. Ông Bảy kêu tôi thức dậy nước sâu rồi là heo anh Hai ơi. Cái tôi Bảy. Tại bữa đó tôi đi coi đá banh ở Kiên Giang. Nói nhà bắt heo. Tôi mày có bắt con heo nào heo con cái không? Nó không có. Con heo đó nó chưa bỏ độc. Tôi hồi mày bỏ con heo lại đi. Nó hồi gì không đủ heo giao cho bà Lài ở Tân Châu. Tôi mày bỏ nó đi. Rồi tới sáng màng rồi đi đem lên trển rồi tao đi bắt con heo kia lại làm tiếp cho bác. Chứ không có gì. Thì bỏ con heo lại có từng lễ sau để sáu với con. Giờ tôi mới bỏ này. Kêu chú hả? Cái người đàn bà kêu chứ không phải con heo kêu. Đó. Mà mình nói là chỉ có mình tôi cứu được thôi. Thì tôi nghĩ chắc con heo này. Thành ra tôi mới để lại không ăn. Rồi sau này nó đẻ xong là mới ở dưới tỉnh lên lấy heo á. Mới giao gì chứ. Mới làm thấy. Bởi tôi mới bỏ luôn nghề tôi á. Về đây sao chú người ta còn kêu chú Hai mằng nữa chú ơi. Về bỏ đồ nghề mới đi về đây. Về đây là có vợ, có vợ. Mỗi lúc đó có vợ khổ nữa. Chung với sàn người ta ở không à, bị em vợ nó quậy không cho ở chung. Chung với sàn người ta ở. Rồi không có gạo ăn. Rồi mới Tết nhất là vợ con, vợ mà không có hộp gạo trong nhà. Rồi mới là hỏi mình biết làm heo á. Rồi hồi đó là lúc đó ở đây chưa biết tôi làm heo đâu. Đám cưới rồi, hồi đó đám cưới màng heo dữ lắm. Giờ cái tôi màng dùm. Giờ tao mới biết là ta Tết màng heo đổ lúa rồi mới đi màng đổ lúa. Những kiếm sống. Để làm tới dẫn tới năm 30, 30 tuổi tôi cưới vợ. Mùi về đây cưới vợ năm tôi 30 tuổi. 30 tuổi tôi làm ở đây tới năm 60, năm 62 tuổi tôi mới có nghỉ. Chú Hai đâm heo lâu năm vậy ta có đặt cho chú Hai là cái biệt danh hay là tên gì không như đó chưa? Không. Để ở đây thì có mấy thằng ngon. Thế ngon mấy thằng ấy. Tôi ở đặt ông heo. Còn ngon ở đây là ông Châu. Với ông làm chó. Ba ngon mà ông heo, ông Châu, ông chó. ông Châu nó chuyên môn mà nó nuôi Châu á. Người ta kêu nó vậy. Chứ lúc trước sao tôi làm heo cũng giảm, bắt đầu làm chó. Ông làm chó bán. Tôi có cái nghề chó với heo thôi. Nhiều khi tôi nói Hiếu được không tin ha. Con gà giờ cắt cổ. Bắt nước sâu rồi tôi nhổ lông không quá 3 phút, không quá được 5 phút. 3 phút rồi xong con gà. Nhổ lông thôi, không có nó mổ. Quay lại câu chuyện mà chú Hai bỏ nghề heo quay làm chó là như thế nào hả chú Hai? Tại vì lúc là mà ở Tân Châu giờ bỏ làm heo rồi á, về đây làm heo với lai dai vậy á. Giờ cái mấy ông kia mình chó bán con ơi. Thì nó cũng ăn thịt chó dữ lắm. Lúc làm heo ở dưới chợ ăn thịt chó à. Rồi người ta kêu bán chó nó mua. Mua mằng. Mằng bán rồi cái mình kiếm ăn nữa. Vừa có tiền lời vừa có thịt chó ăn. Chú Hai mằng chó xong rồi xỉ lên cho mấy quán nhậu hay sao? Không. Tôi mằng nó để đây con chó thì bán lát hết rồi. Người lỡ 1 ký
2 ký gì. Tôi nghĩ tới giờ đây cũng vắng thịt chó lâu à. Chó là mình mà đâm heo làm như cách Đâu nào? có chó nhận nước. Nhận nước nếu mình làm tiết canh thì mình gọt lắm chỗ này, cắt cái này. Nếu Còn mà ăn tiết canh thì là cắt lấy tuyết. con chó đang sống luôn hả? Ừ. Rồi nó cắn lại sao chú hai? Cắn sao được cắn. Trời, 2 giò mình chối nó vậy. 2 giò trước á. Gịch nó cái giò chứ Chén ngược lên hả? chứ ngược lại về. Rồi, giò ăn sao. Nắm buộc 2 giò gịch vô cái cây. Hắn hơi cho thằng Vĩnh. Thì đè cái đồ gốm mình đè ngay cái dây nó cạo thì giò bắt đầu cắt. Lấy mát cắt. Lấy tiết. Làm tiết canh. Còn nếu không ăn cái đó là mình Nhận nước bỏ vô bao hay là bỏ sao? bao Có là ôm chó không nhận nó được không? không, không có. Chỉ là bỏ bao nhận chó mà ôm nhận nguy hiểm. Có bữa tôi mang lúc lúc mà đang quanh cúp á, nhiều khi mang ngày 2 con chó tại mình bán cho anh em ta ăn á, kỹ đỡ bán có nhiều đâu, 70-80 ngàn, 50-60 ngàn, sao mới bán được 100. Tôi là không có thấy gì, thấy cái quả bao cái quả đó, như mình nhiều khi như ông Bảy, ông Bảy quản mà ổng cầm cái mát mà ổng đâm ổng, ổng là ông sư phụ tôi á, chuyên gia làm heo, làm đời ổng tới đời con Tất nhiên là cái ông đó dạy cho chú hai đâm heo, ổng. cái quả trả ông như thế nào chú hai? Cái quả mình nói ra cái quả, nhiều khi cái gia đình người ta nó tự ái nó mình. Cho lúc một thời gian á, ổng là ổng lấy dây bên cây bố, dây bên cây bố mình á, ổng đánh dây đi tới đâu cũng đánh, ổng thắt sợi dây tới đó như dây chó heo, mà bỏ nhà đi đi hoài không ở nhà. Rồi ba hồi ổng ăn dưa hấu là cả 5-10 bữa ăn dưa hấu không, không ăn cơm. Rồi tới hồi ăn vậy á, về sau tự anh ổng lấy mát ổng đâm không, là cái đó là tôi nghĩ là cái quả cái dục lại. Bởi vì giờ tôi thấy mấy người đâm heo tôi khuyên ngoài. Tôi mấy ông ơi, mấy ông đâm heo hơn, không hơn tôi đâu. Tôi còn bỏ nghề, mấy ông nên nghỉ rồi. Cúng đình này mà kêu tôi làm con heo 500 ngàn tôi không làm. Một năm vậy là cái lễ giỗ Quốc Thái Dân An đó, với Chập Miễu, năm làm 3 con heo mà tôi không làm. Giờ mình thấy người ta làm phiên, nhiều khi phiên cái đó ngủ mẹ hồi đó không làm chi, giờ không khiến. Tôi thôi nói gì thôi, tại vì đó tôi làm tôi mới biết cái tội lỗi đó. Bây giờ phiên anh em, còn anh em giảm được thì giảm, giảm không được thôi chứ đâu có gì đâu. Chú hai mà đâm heo mấy chục năm gì đó, ước tính là phải mấy ngàn con heo không chú? Nói là mấy muôn chứ không có nói ngàn được. Bây giờ tính trung bình một ngày thường thường á, giờ tôi chung như mà cái kiểu mốc hàm lúc cách mạng công á, ngày 40-50, 50-60 á, là quanh năm suốt tháng vậy coi nhiêu con. Tết còn khác nữa chú hai. Tết thì khác, tết thì 700-800, 800 con gì đó. Trời ơi. 870 con heo mà phân phối cho cơ quan nhà nước á, nguyên cái Tân Châu mà. Bởi nhiều nhiều khi đó mình nói á, mấy ông hơi đâm hồng heo rồi sống mũi lên chết liền. Chó thì nhận nước không, dê cắt cổ chưa khó. Cần sống mũi là sao phải là lấy cái gì khó? cây củi mình ăn heo á, cây củi lấy cây củi nhỏ nhỏ khỏ ngay sống mũi là kỹ. Lúc có làm cái đó không hay không, tại vì tôi đâm không à, có bà Hát á đi heo mà đi ra hồi đó ra thành phố á, chở sàn á, giờ ngừng ở cho ăn á, cho ăn ủi bởi cây bà cỏ đâu hết mấy con gì đó. Mình mới biết cái chú hai đâm heo nó
có tiếng gì đó, có khi nào chỗ khác mà chú hai đâm không, lò khác nào vậy? Kỳ đó thằng Phe An Phượng ở Châu Đốc cũng kêu qua bển, tôi không có làm. Có người Lê đó, người Lê hồi đó ở Phú Vĩnh á, với nhà tôi làm cho nó, với thằng Sung ở Long Sơn. Giờ đi làm cho Phe ông Nam Bổ đồ ông biết quá, là ở bên thằng Thới Tiền á, đi mấy chỗ đó không. Mình thấy cái giấc mơ vậy á, chứ còn nhân quả mình chưa thấy. Tại vì nó ngay mình cũng là cũng có gian giái, tôi làm heo tôi cũng giái vậy. Tôi không phải là tôi biết cái tội phước lắm, mà những cái hoàn cảnh gia đình tôi vậy á, tôi phải làm. Mà nếu tôi khá rồi tôi cũng phải bỏ nghề, đủ ăn thôi là bỏ nghề rồi, chứ không cần khá nữa. Nói mình có đọc cái bài nguyện bài chú gì không chứ? Trời ơi, đổ đâm là đâm chứ có đọc cái gì. Sao mới biết là vừa đâm vừa niệm Phật chứ lúc trước hả? Thấy vô thọt là lật ngang, thấy vô thọt lật ngang, cứ có niệm cái gì đâu. Sao sao mình cái Tết gần tới là không hay, là lúc là Tết làm ngày 800 con luôn hả? Ừ, lúc mà còn hợp tác xã phân phối trước cơ quan nhà nước á. Còn ngày thường ở đây Tết làm mười mấy con. Đó, ở đây có cầu chợ Cổ Định có mời làm cái Tết mười mấy con, hai chục con gì đâu. Có khi nào làm mà máu này kia huyết nó đau, nó dăng vô mắt mình rồi là làm sao hay là lấy đầu chùi hả? Lấy đầu chứ dăng vô mặt mày không à, mình mấy rồi. Lấy đầu chùi. Nóng không? Cái máu, hằng nhất là cái máu con heo đó. Lúc mình mổ ra cái máu trong trái tim mình cắt ra nóng. Còn nó. Nói máu huyết hậu là sao nữa không? Huyết lòng á. Huyết lòng. Ừ, mình đâm mình án cái dao lại. Chặn cái dao lên chút xíu lấy huyết lòng ăn. Lại nằm trong bụng hả? Nằm trong bụng. Còn đưa ra ngoài là nó. Đưa ra ngoài hết. Là nó hết ngon hay sao? Ở huyết lòng trong ăn nó bổ. Nó đặt cục về. Giỡn thôi mình lấy huyết đó mình huyết lòng á. Giờ mình bầm thịt bầm đồ vô mình chưng chưng huyết lòng á, kêu chưng huyết lòng. Nhiều khi bây giờ mà nói cho nó hiểu ha, chú nằm đêm ha, mà nhiều khi mình nhớ là cái cảnh mình làm heo á, rồi có mình vẫn ốc quá trời, như gặp bây giờ kêu thôi xin thưa nghỉ, bây giờ lo đi làm từ thiện không. Hay có lời khuyên nào cho những người mà đâm heo vô heo? Thì nhiều khi tôi cũng có phiên về anh em, nhiều khi cái Tấn Dũng lên về tôi cũng nói, nếu anh em nào thấy cảm thấy mà không có khổ quá nên đừng nên làm. Mình thấy vậy chứ hậu quả sao mà con cháu mình giờ kiếp sau đời của mình nó cái hậu quả mình thấy vậy chứ không có gì đâu, mình thấy mình làm vậy chắc không có gì đâu, giờ hậu quả sao vậy lắm. Nếu mà coi theo luật nhân quả về đạo thì hậu quả nặng dữ lắm. Bởi vì bây giờ ha, là ngày tôi có quở ngày cúng ba thời đó, nhiều khi công chuyện là những ngày nay cũng sáng với tối à, chứ thường thường về 12 giờ trưa tôi cúng ba thời mà để mình cầu nguyện cho những cái con dũng linh của mấy con vật mình giết á cho được siêu thoát, cho giảm tội mình. Thường thường là nằm đêm hay là đi đường vắng vắng chỉ có nghe mấy cái tiếng kêu lạ không? Tại vì hồi đó đó rồi tôi làm nó ngay là nhiều người cũng là như theo mấy người mà không có cái đạo chút ha, cũng như xếp cũng làm thấy ghê lắm nhiều người. Tôi nói làm heo nha, rồi chết nhiều người khẹt khẹt không á, gần chết á, cũng như là con heo bị thọc huyết mà khẹt. Thấy luôn nữa, tại vì khoe sư phụ tôi rồi à. Mà tại mình không không nói, nói ra tội nghiệp gia đình người ta. Như bây giờ tôi nói Hiếu nè, nói như giờ tôi nói thí dụ tôi làm ấy mà Hiếu gặp gì tới tôi đau rồi tôi nằm xuống tôi cà khẹt nè, nhiều khi thấy biết hả mà không dám nói đó. Bởi vì nhiều khi tôi đi đâu gặp ai làm heo cái
Tôi khuyên với mấy người mà biết làm, tôi khuyên thôi nghỉ mấy ông ơi. Biết rằng giặt cái dưỡng nhơn rồi. Mà nhưng mình không làm cũng có người khác làm. Mà mình có đủ ăn đủ xài rồi thôi đừng có làm nữa. Nghỉ đi. Cũng như tôi rồi đó, mấy ông làm không hơn tôi đâu. Tôi làm hồi đó là tính ra từ nhỏ tới lớn, ông mua cái dạng con mà tôi còn phải nghỉ. Khuyên mấy ông gì. Cử quá, cử quá hay quá. Nó nhiều khi có người phiên á thì ta hơi để tôi cũng nghe lời ông, còn có nhiều người đủ mẹ ông tốt lành gì đó ông Lâm còn hơn tôi nữa. Nói vậy á, tôi biết rằng vậy hồi đó tôi đâm hơn mấy ông, mà nhưng tôi hồi đó tôi khổ, tôi đâm hơn mấy ông thiệt, mấy ông làm không lợi tôi đâu, mà nhưng cái nhân quả tại mấy ông muốn coi coi ra cái nhân quả nặng lắm. Thành ra giờ tôi biết được rồi, tôi mới phiền mấy ông, còn ông nào nghe được nghe, nghe không được là thôi. Mình thấy cái này mình sống phào phào vậy chứ kiếp sau mình biết sao. Không chừng mình đầu thai lên là làm con heo lại cho nó đâm lại mình. Sẽ có những cái lời nói giống như truyền nhân gian, tôi nói là làm mấy ngày này sống không có thọ đó, không hay thấy như sao? Nói nghề không phải nói là sống không có thọ, nó cái nghề heo nè. Cũng như nhiều ông á, tôi thấy có nằm bổ rồi, ông sống cũng không tới 60. Đó, còn cái sống trên 60 cơ mà mình nói ra không phải là yếu hay gì. Nhiều khi thí dụ mình nói ra nhân quả đó, hồi đó mình lên cho đầu thai là lên 80 tuổi mình chết, trở xuống. Mà nhưng mình làm thiện lên được 90, làm ác nó xuống là còn 60-70. Vậy á. Cũng có cái lý ha. Bây giờ xác giết nhiều quá thì thành ra là giống như là giảm thọ lại. Bây giờ cái nghiệp của mình nè, như tôi nè. Tôi được đủ ăn ha, được vậy là tôi mừng. Chứ cái nghiệp mà làm heo của tụi tôi ha. Tôi nói thấy giàu á, những người làm chủ heo giàu á, mà sao này coi chừng nó khổ không tưởng tượng. Nó khổ dữ lắm. Là tôi chính là tôi gặp nhiều cái này, nhưng mấy người mà làm heo á, chỗ tôi á, xung đột sao khổ dữ lắm. Cũng như tôi mà mình làm mướn không tới đổi bằng chủ, nó giàu giàu con heo là cả triệu bạc, 700-800 mà không giàu sao được, đêm làm bao nhiêu con. Bây giờ ở chợ ăn khú mình thôi, một đứa làm con hơn đêm nó cũng lợm là 500-700 ngàn. Còn cái nghề thịt chó lợi nhiều hơn hay sao? Chó lợi nhiều lắm, tại con chó đó mình mua con chó đây, thường thường tôi mua con chó 15 kg, 250-300 hết hạn. Thì mang ra còn 10 kg, 12 kg, 1 kg bán 100 mấy. Mình cho nó mất ký luôn đi ha. Thì giờ con chó cũng còn lời, thí dụ con chó 15 kg làm cho là bán cũng chắc được 1 triệu. Thấy giờ người ta ưa chuộng cái nghề đó đúng không ha? Nghĩa là chạy chiếc xe để cái lòng sao đi bán chó mua chó đó. Cái là mua bán, cái đó là không phải nói chứ thà mằng con vậy mà cái đó mua sanh bán tử. Thấy gì cho nữa tội lắm. Rồi nhiều khi mình nói người ta không được, cái hoàn cảnh người ta không có nghề, người ta phải làm. Chứ còn mua sanh bán tử đây là, bây giờ tôi đừng nói thôi làm chó, mua chó, nghề câu lưới, đó, nghề đi câu lưới là mà giúp cái dầm lên, khô dầm là hết tiền. Nói vậy thôi. Sao mà ông hay giác ngộ được cái nhân quả mà sát sanh này không hay cũng có nghe đâu, là đâu không phải nghe, tại vì à nói với Hiếu Lâm mà chỉ thị 16 á là lúc đó cũng còn làm heo, còn làm luôn ha, ai kêu làm gì làm lấy đó, chó cũng làm luôn. Rồi con thời Vinh hay Dũng, thời con hay Dũng mới là đi làm từ thiện, là chỉ thị 16 là đi kiếm rau củ quả gì cho người ta ăn, với nấu cháo trắng á, cháo cúc đậu đỏ đó, dừa rồi nè, lá dứa cho người ta ăn á,
giờ mấy ông mới phiên. Cái mình thấy mình cũng lớn rồi, và anh em người ta phiên mình, mình cũng thôi, cỡ này mình cũng đủ sống được, rồi nó mới nghỉ. Hồi lúc tôi nghỉ là năm chỉ thị 16 tôi mới nghỉ. Yeah. Thời đó duyên hen, nếu không có duyên bán là giàu luôn á. Mà nhưng nghỉ chỉ thị 16 tôi nghỉ, mà lúc đó tôi ăn tương ha. Mà lúc mà mấy con bò nó chết nè, bò nuôi mà bị đau hột chết, con bò mà nó đã mua 2 triệu 3 triệu. Yeah. Mua thua con heo. Mấy người đó, mấy người chủ bò kêu tôi mà, ăn tương vẫn mặn, bò. Yeah. Tại tôi mặn để này phải chi con bò của mấy ông mà còn sống á, mà bán 10 triệu mà tôi thôi mấy ông mặn con bò ấy, bán được 15 triệu cái đó tôi tội. Còn con bò chết xuống rồi, giờ bây giờ lỡ trả 1-2 triệu mà con bò, trong khi đã mua con bò 10-20 triệu rồi, giờ nuôi nữa, thành ra mấy ông mượn tôi mặn, cái cách mặn của bò nó khác heo có khác bò mình làm lúc da. Giờ tôi mới mặn là cái chỉ thị 16 không tôi mặn đâu, mà 10 mấy con bò chết rồi kêu mặn, mặn rồi đẩy đi bán tiếp luôn. Con bò thí dụ lỡ nó trả mình 2 triệu, 3 triệu, bán bò ra được 9-10 triệu. Cái đó là mình cứu ông chủ. Chứ con bò nếu mà chết rồi mà mình sợ tội nữa, mình đi chôn hay đi dục, giờ cái người chủ người ta khổ lên sao? Cái đó tôi nghĩ là không có tội. Phải chi con bò còn sống mà tôi đem đập đầu mà người ta bán đi, cái tôi để lại bán 15 triệu, 20 triệu một lời, cái đó là tôi tội. Còn cái đồ chết rồi. Bây giờ tôi nói thẳng ở đây cũng vậy, à, ta nuôi heo chết á, lỡ cái chết mượn tôi mằng, tiền tôi nghĩ thiệt mà mượn tôi mằng, tại vì mình biết mằng, giờ heo ta chết để ta không biết mằng rồi, cũng tội nghiệp ta, mằng để ta bán kiếm chút cháo là được, đó, tôi cũng không sợ cái vụ đó, tôi sợ nhất là nó còn sống mình đâm hỏng thôi, còn nó chết mình mằng, nó chết cái vật vô chi, nó có còn cái gì đâu. Cảm ơn hai nhiều nhé, cảm ơn câu chuyện của hai ạ. Là Tết là đâm cả trăm mấy hả chú hai? Tết đâm nhiều lắm. Cái Tết mà làm phân phối cho cơ quan nhà nước lúc còn hợp tác xã đâu á, làm 700-800. Tính đi từ 7 giờ tối mà đâm tới 3 giờ chiều ngày 30 Tết. Cũng biết rồi. Các cơ ngành mà lúc đó người được mấy cái lô thịt gì á. Mà chú hai nói đâm có lò một hay nhiều lò? Đâm ở làm Tân Châu có lò một. Còn đi làm tùm lum chỗ. Thí dụ như giờ Hiếu ở Phú Vĩnh hay Long Phú. Mà anh hai ơi bữa nay có vỡ không tiếp tôi 5-3 con thì mình chạy mình để tiếp. Vậy á. Làm đi như chạy xô vậy. Ước tính mà mình chỉ qua đâm chó vậy nó nhiều không hả chú hai? Chó làm cũng không có nhiều, chó làm khoảng vài ngàn không? Cỡ 2-3 ngàn con à, không nhiều. Mấy năm hả chú hai? Đâu có mấy. Ừ. Thì làm heo à, lúc mà ở về đây 30 tuổi giờ làm lai ra đây, đây làm chó ăn giờ bán đồ á, thì chó nghỉ lượt với heo luôn. Khi mà mình cái thời gian mà chó mình có thấy cái gì lạ không? Chó nó có cái gì lạ không chú hai? Nhiều khi thú nói ngay là như là tôi hồi đó đó, bởi vì sao mà tôi không có ăn thịt chó nữa đó, là tôi nghĩ đó, là làm đó nằm ngủ thấy sao mình đừng làm con chó mà khè nó đàng hoàng hết, thì dàn khè mà da thịt lúc mà da cái giò chứ sao cái tay người ta nó giờ mà thịt người ta không à. Nên là bắt đầu mình thấu. Tới bây giờ tôi nghĩ ăn luôn. Chứ hồi đó chó không phải nói mình tôi ăn ký giữ không nhầm gì. Cái quên cúp mà giấc tối là nướng nghe, tôi nướng 1.5 kg sườn. Rồi tôi ngồi tôi vừa coi tôi ăn. Mới còn tăng một hiệp đầu
có một đội ở ngoài Trung Đông thấy xác thực rõ ràng mấy nước nó đã đánh với nhau, có nghĩa là điêu linh ở ngoài hết rồi, rồi bước tới qua một cái thành thị này còn dữ dội ở ngoài nữa, nó quýnh còn phải nói là tan tành ở ngoài hết. Vì cái đệ tam thế chiến đây là mới vừa nó vừa vô thôi. Vì vậy mà hôm nay thành thử ra là coi như là không còn gì nữa mà mình đã khẳng định là xác thực là coi như các nước ở Trung Đông nó đánh với nhau khủng khiếp rồi, thì đây là đệ tam thế chiến là nó vô cái dòng mà xác thực rõ ràng rồi. Vì vậy mà xin thưa với cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước, tôi hoàng nhắc cái ý đề này để mong cầu cô bác gắng tu gắng hiền thôi, chứ thật sự ra rồi mà cái chiến tranh thế này mà nó bùng lên rồi thì coi như cả một cái thế giới này là coi như là tan nát hết trơn. Mà thầy đã khẳng định luôn có khắp thế giới cửa nhà tan nát thì không thể nào nó không tan nát được. Vì vậy mà hôm nay coi như là rõ ràng đây là nó mới coi là vô cái màn đầu thôi, là có nghĩa là Trung Đông là nó khởi chiến trước đó. Rồi Trung Đông nó khởi sự rồi là tới màn 2, là tới Biển Đông, màn 3 là vô cái vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm là kết thúc. Đây là xác thực rõ ràng rồi. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác huynh đệ, nếu ai mà bây giờ đặt vấn đề, ví dụ mình ở ngoài Trung Đông đi, giờ này làm sao? Dân chết không biết bao nhiêu ở ngoài, còn bước qua cái thành thị này chết còn dữ nữa. Tại vì nó mới vô cái dòng mà. Rồi đây bắt đầu nó qua cái thịnh trị ngọ mùi này, Trung Đông nó sạch, nó không còn luôn. Hiện bây giờ coi như là đất nước là Myanmar đó. Rồi coi như nó đang đánh với nhau cũng khủng khiếp rồi sao. Coi như chiến tranh bùng lên chiến này cả thế giới. Đức Thầy đã khẳng định là cả thế giới, chứ không phải riêng đất nước nào đâu. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác nhắc lại hoài, nhắc nhở, có nghĩa là nó tới cái giờ để tam thế chiến rồi. Cô bác ơi, ráng tu, ráng hiền, ráng niệm Phật đi, chứ không còn gì nữa để nói, chứ để đây rồi cái, nó bùng lên rồi coi như là tới cái đất nước của mình, tới chừng đó mình niệm Phật sao nổi. Nó chạy không mà cống giò luôn cái niệm Phật cái gì. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới chia sẻ, có nghĩa là cô bác mình cũng như đất nước Việt Nam bây giờ nó màn ba mới tới. Rồi bây giờ nó mới có màn một thì khởi sự Trung Đông, thành thử ra giờ này mình không lo niệm Phật, rồi để tới cái màn ba nó vô trong cái vùng Thất Sơn Mầu Nhiệm, rồi tới trường đó mình niệm sao nổi. Nó chạy giặt không rồi đâu còn nhớ mà sợ mà bay hồn nữa chứ niệm cái gì. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái ý đề này để cho cô bác huynh đệ mình, có nghĩa là ráng tu ráng hiền ráng niệm Phật. Tư Hoàng chỉ mong cầu bao nhiêu thôi, chứ đăng clip lên là Tư Hoàng mong cầu để khi là góp ý chia sẻ với cô bác, mong cầu cho cô bác tu hiền để sau này mình còn được sống để nói đời, có nghĩa là giữ được cái hội Long Hoa để nói đời Thánh Đức Thượng Ơn. Còn bằng mình không tu không hiền thì có trận đồ này là không còn gì cái cơ tận diệt nữa. Vì vậy mà hôm nay đây là Tư Hoàng nhắc về cơ pháp của thầy thôi, chứ Tư Hoàng không nói về đạo pháp. Mà đạo pháp giờ này còn gì nữa, niệm Phật mà còn muốn không kịp đi nữa đạo pháp cái gì. Còn nói thầy đã nói từ khai sáng đạo năm 39 tới giờ thầy đã nói hết rồi. Sau khi thầy vắng mặt thầy còn để là cái pháp đạo, cái cuốn Thi Văn Giáo Lý toàn bộ để cho mình đã tra cứu học hỏi để mình lo mình tu, nương vào cái pháp để mình tu. Giờ này chỉ nhắc nhở cho có nghĩa là chia sẻ với cô bác huynh đệ, có nghĩa là mình gán mình, ví dụ giờ mình tu được bao nhiêu hoặc là mình làm hiền được bao nhiêu rồi thì bây giờ mình cứ là tiến triển, có nghĩa là tu tiến lên thêm vậy thôi. Cũng như là thầy nói đời cùng rồi tu gấp nó kịp thì đặng xem báo Ngọc Ly Kỳ năm non, có nghĩa đời cùng rồi kêu mình tu gấp gấp, tu lẹ lẹ đi. Hôm nay mình chỉ nói là mà về vấn đề mình xét lại cái bản thân mình tu được tới đâu, hoặc là ví dụ như mình làm hiền được đạt được chữ hiền hay là chưa thôi. Cái giờ này còn cái gì nữa, nó đã xá, nó đánh với nhau là tràn lan ở ngoài hết rồi, đây là tới Biển Đông mà chưa gì hết là Trung Quốc là nó sửa sạn nữa rồi kìa, nó đánh ở ngoài Biển Đông nữa rồi, nó hành là đất nước Đà Loan rồi, nó quýnh rồi, nó rồi quýnh mấy nước kia đủ thứ, mà trong đó trong về châu Á nó tới biết bao nhiêu nước, 6-7 nước. Vì chỗ này mà thành thử ra nó bùng lên chiến này là đâu có còn gì nữa để mà nói cái đệ tam thế chiến này.
Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới xin chia sẻ với cô bác huynh đệ ráng làm hiền, ráng tu thôi. Chứ thật ra xin thưa để mà nói nói chuyện này đó, coi như là mình không tu không hiền rồi thì không còn con đường nào mà để mà mình sống được. Đây là khẳng định cái cơ tận diệt. Chỉ có người tu người hiền mới được, còn là nhà Phật mới cứu mới độ mình. Chứ ngoài ra mình không tu không hiền ở chuyến này rồi, chặng trình Đức chặng trình ngài đã tiên tri là trước là 500 năm nay ngài đã khẳng định 10 phần mà hết 7 mẹ, mà hết 7 mà còn chưa nữa, còn hết 2 nữa mà còn có 1. Vì vậy hôm nay mình không tu là làm sao con đường nào để mình sống được đâu. Vì chỗ này mà Tư Hoàng mới chia sẻ lên mấy cái clip để nhắc nhở cô bác, khuyên cô bác ráng tu ráng làm hiền, ráng niệm Phật cô bác ơi, chứ đâu còn cái gì nữa đâu. Mà nếu mình muốn sống thì phải như vậy đó, phải làm hiền. Không làm hiền thì không thể nào mà sống được. Vì sau này trời Phật thầy đã nói cứu lương hiền chẳng cứu người hung, mà mình không làm hiền làm sao mà thầy cứu mình. Từ cái chỗ đó mà Tư Hoàng muốn nhắc nhở cho cô bác huynh đệ làm hiền, chứ còn có chiến tranh chiến này đâu, nói đâu đâu phải riêng về chiến tranh không, rồi dịp sập đất này, sóng thần nè, rồi bão nè, rồi lớp nào dịch bệnh nó tái phát, chứ này tái phát không thể nào, nó không có đâu. Mà dịch bệnh nó hoành hành lại chuyến này đó, nghe có nghĩa là thầy đó đã có xây tiên tri trước rồi, thầy đã là nói về vấn đề là 24 cái lù. Tới chừng đó ngày thầy về mà bệnh chưa bằng bệnh mà không còn đường để trị nổi đó, thầy mà là hất nước thầy độ thầy cứu không được. Dịch bệnh nó tái phát lại chuyến này á. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng mới chia sẻ cho cô bác huynh đệ mình nói đời cùng rồi. Đời cùng rồi tu gấp mới kịp, còn có đời cùng mà mình giờ mình không lo tu. Ý là thầy sợ, thầy biểu tu gấp để không kịp nữa. Rồi giờ này mà không lo thức tỉnh hoài đầu rồi làm sao con đường nào để mình sống sót lại nói đời được đâu. Vì vậy mà Tư Hoàng mới xin chia sẻ hoài bao nhiêu đây để tới nhắc luôn cho cô bác huynh đệ mình. Để mà tỉnh tâm lại, mình lo mình làm hiền, mình hoài đầu hướng thiện để mình niệm Phật. Chứ thật sự ra cái đời, cái cơ tận diệt, cái đời không còn, cái đời mạt pháp này không còn, quy cổ diệt kim, có nghĩa là diệt cái đời này, đang dựng lên cái đời cổ là có nghĩa đời tăng dân thánh đức. Đây là cái cơ đã trời đã định rồi, có nghĩa là phải thay đổi cái chu kỳ thượng trung hạ. Mà bây giờ là hạ quân hạ rồi, nó hết cái đời này rồi, thành thử vì chỗ này mà thầy mới cảnh tỉnh, thầy mới thức tỉnh. Có lắm khi thầy nói là chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, hoặc có chỗ thầy nói hoàn cầu trái đất chuyển xoay gớm ghê cho chúng hơi thay muôn ngàn, hoặc là chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Thầy đã báo tin cho mình biết trước để thật thầy cảnh tỉnh mình, để thức tỉnh mình, cho mình hoài đầu hướng thiện, mình ăn năn cải hối nặng mình mới còn sống được. Còn cái này xin thưa để bà nói, mà cô bán nào không có duyên với Phật pháp đó, thì chuyến này mình cũng phải gán gieo duyên đi, chứ còn bằng không là không có còn đâu. Mà cái thân này không còn, không biết chừng nào còn có cái thân này được nữa đâu. Đây là cơ trời đã định rồi, khẳng định cái cơ tận diệt rồi. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác này, và ở ngoài Trung Đông nó quýnh rồi, thậm chí bây giờ đó, nếu mà bây giờ là dân ở ngoài Trung Đông á, ở ngoài có nghĩa là coi như là chạy coi là cống cẳng luôn, chạy mà chạy chết đó, mà chưa chắc giữ biết còn sống không. Tại vì chiến tranh mà nó bùng lên gọn cái tên lửa với nguyên tử hạt nhân không, nhưng mấy nước ở ngoài giờ chết biết bao nhiêu. Đây là chỉ nói Trung Đông thôi, còn các nước khác chết ví dụ mấy chục ngàn chẳng qua là bị sập đất sóng thần rồi đây đó. Cái tới mà có giờ có ngày mà tới chừng mà Biển Đông mà nó sống dậy rồi đó thì nó khác hết rồi. Nó khác châu Á luôn rồi đó. Có nghĩa là nó phần lên chiến này là nguyên tử hạt nhân không đó. Thì xin thưa cô bác, có đường nào mình sống đâu, không có đường, chỉ có con đường làm hiền đấy mới chịu nổi cái cơ trời định là cái màn cuối này thôi. Không làm hiền thì không thể nào chịu nổi chứ. Vì vậy hôm nay Tư Hoàng mới đăng lên cái clip này để xin thưa với cô bác trong nước ngoài nước, Tư Hoàng nhắc nhở góp ý cho chia sẻ với cô bác ráng làm hiền, ráng niệm Phật. Cái thời kỳ cùng cuối rồi, không còn nữa đâu. Nếu mình mờ hồ hoài, mình cứ chạy theo thời kỳ này mà hỏi còn cái gì mà để mà ngoài ra cái con đường tu và hiền.
Rồi bây giờ ví dụ bây giờ mình còn là ví dụ là theo danh theo lợi theo vật chất che xua cái gì, ngày nay còn mơi mất đây mà nó tới cái giờ rồi, Đức Thầy đã khẳng định rồi. Ngày nay yên tĩnh, ngày mơ thảm sâu. Rồi thử hỏi cho cái chu kỳ này đã tới cái giờ rồi thì giờ này mà mình còn để cái tâm mà xe thua hơn thua cao thấp để làm gì nữa. Thành thử xin thưa với cô bác, ráng định cái tâm lại cho nó có cái bình tĩnh để mà mình thấy được cái khổ nó diễn biến, cái khổ bay hồn nó tới. Rồi sắp tới đây có nghĩa là nhiều cái chết nó đến với mình lắm. Vì chỗ này mà mình phải tu thôi, phải hiền thôi. Không tu mình cũng phải tu, không hiền mình cũng phải gán làm hiền mà đặng mới sống được chuyến đò chót này. Vì đây là cái cơ trời định mà thầy là Phật lãnh sứ mạng trời để bài khai đang thức tỉnh mình. Đức Thầy đã khẳng định rõ ràng chiến tranh là cả một cái thế giới ta bà này. Mà thậm chí thầy nói chiến tranh tàn khốc á, tàn khốc á, không phải nói thường. Do thành thử hôm nay là làm sao mà nè tránh khỏi, vì nước nào cũng phải có chiến tranh mà nó bùng nổ cái đệ tam thế chiến này. Xin thưa mà nói nghe, 10 phần hết 7 còn 3 đó, hết 2 còn có 1 đó. Nếu mà mình mà không hoài đầu, không thức tỉnh, không ăn năn, không làm thì nó coi như khó sống cái chậm đồ này. Rồi đâu phải mà chiến tranh không đâu, chiến tranh rồi còn phải sập đất nữa, sống thần nữa, rồi thêm cái bão tố phong ba nữa, rồi lớp nào hổ lan ác thú muôn bày nữa. Thành thử cái chết đó nó không thể nào tránh khỏi đâu. Chỉ có con đường mình làm hiền à, mình là tu thôi cô bác ơi. Đức Thầy đã khẳng định rồi, khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Mình tu ít mình cũng hay nữa, Phật cũng khen mình. Đặng để chia đặng mình còn sống để nói đời. Cho đến chừng mà Đức Thầy nó khẳng định đến chừng sấm nổ gian thinh e ba tánh ăn năn đã muộn, tới chừng đó thì thôi rồi, không còn đường nào để nói, mà không còn đường để ăn năn nữa. Vì ông Phật, ông Thầy đã nói là đã muộn, có nghĩa là không kịp rồi. Vì vậy mà Thầy mới ra cái mệnh đề là Thầy nói đời cùng tu gấp mới kịp Thầy. Đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non, có nghĩa là dục thuốc mình biểu mình gán tu gấp gấp, giờ không tu cũng phải tu, không hiền mình cũng phải gán làm hiền. Vì vậy mà Tư Hoàng chỉ đăng lên cái clip nhắc nhở cô bác nhiêu thôi, chứ giờ này nói đạo cái gì nữa, niệm Phật mà còn sợ không kịp. Còn đạo thì coi như là kinh Phật đã lưu truyền không biết bao nhiêu rồi. Rồi thậm chí là Thầy đã lãnh cái sứ mệnh ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão để thị hiện xuống đây chấn hưng Phật giáo rồi, để dạy đạo cứu đời rồi. Rồi tới giờ này mà mình còn không tu, mình không hiền nữa thì chẳng qua cái duyên mình nó không có rồi. Vì vậy mà Tư Hoàng mới chia sẻ với cô bác huynh đệ là những cô bác huynh đệ mà chưa tu đó. Ở đây Tư Hoàng xin góp ý nhắc nhở cái chỗ này để cho cô bác huynh đệ mình đòi chiều chiến chốt rồi. Cô bác ơi, ráng làm hiền, ráng niệm Phật đi. Thằng mình mới còn tương lai, mới còn sống, Phật mới cứu mình. Coi rồi phải thân mình tự trị, chẳng độ xong Phật khó nhất diệu. Mình không tự trị có nghĩa là mình không lo cái thân mình, mình không hoài đầu hướng thiện, mình không thức tỉnh ăn năn thì làm sao mà Phật cứu mình được. Nhưng mà chiến tranh chiến này nó bùng lên một cái rồi là coi như là điêu linh nghiêng ngửa, long trời lỡ đất á. Cho đệ tam thế chiến này nó kết thúc á, là vì có cái nước nào cũng vậy á, nó có nhiều là chiến này là nó chút hết à, nó không có chừa đâu. Vì vậy mà cả cái thế giới này đó, mà ông ba nói là 7 ngày đêm bật lối trời trăng đó, chứ không phải nói thường đâu. Có nghĩa là không thấy mặt trời mặt trăng luôn, 7 ngày đêm như vậy đó. Nguyên tử hạt nhân chiến này nó bùng á, nó bùng tối trời tối đất luôn á, vì nước nào nó cũng bùng á. Vì vậy mà hôm nay thành thử ra mình không thể nào né khỏi, đâu đợi gì chúng mình. Ví dụ tên lửa nó còn trúng mình còn chết nghe, chứ còn hạt nhân không cần trúng đâu. Nó làm mất không khí là mình nghỉ thở luôn à. Vì vậy mà hôm nay xin thưa với cô bác mà nói về chiến tranh đệ tam thế chiến này, xin thưa mà nói mà Tư Hoàng biết niệm Phật đó, rồi ráng tập làm biết làm hiền đó, mà Tư Hoàng còn sợ đó. Vì Đức Thầy khẳng định rồi, rõ ràng người khôn nghe nói càng gầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười ghéo. Đây rõ ràng rồi, cái người khôn thấy cái đời khổ có nghĩa là cái chết nó không biết bao nhiêu, cái chết nó đã tới với mình rồi, thành thử không gầu sao được. Rồi cái người ngu nghe nói mới cười, ngửa đầu cười reo, là nghe nói vậy chứ không tin, rồi không làm theo, không biết gì hết. Rồi hỏi câu đó hả? Không, để hỏi cái cuối cùng được. Dạ
Dạ kính thưa huynh, bây giờ một số bà con người ta nói là mình tu theo như mình đó là mê tín dị đoan, tu theo thờ cột thiên cơ gì đó huynh. Huynh chia sẻ cho bà con gán giữ cái đức tin với cái thờ cột của thầy bài khai và các vị bài khai ạ. Nam mô Phật. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, và lễ phép con cung kính thầy. Thì vừa qua để nói là có nghĩa là cái ý rồi có nghĩa là đệ hỏi bây giờ là có nghĩa là trong cũng có số huynh đệ lên hỏi, có nghĩa là nói là chiến tranh ở ngoài Trung Đông không à, chứ ở trong mình 4.0 là không có, xin thưa mà nói nha. Ở đây là Tư Hoàng xin chia sẻ xác thật, chẳng qua mấy huynh đệ nào mà hỏi đó, chẳng qua là mình không có duyên với Phật. Từ chỗ đó mình không có cái đức tin, rồi mình mới mà nói lên, mình đã nói lên như vậy, mình đâu có hơn ông trời, ông Phật nói đâu. Yeah. Như cái kỳ này là cái cơ tận diệt, đã nói là tận diệt rồi, không phải ở ngoài Trung Đông không đâu. Nói chung là cả một cái thế giới ta bà này, là gì là đó, thầy nói rồi rõ ràng rồi, không nói riêng về đất nước nào. Thầy đã khẳng định rồi, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lật đời trở lại. Yeah. Thành thử ra từ cái chỗ này mà đâu phải nói riêng Trung Đông mà mình không có. Mình không có mà tại sao đất nước Việt Nam là thầy đã khẳng định tới cái màn ba này đó. Thầy nói qua liền năm nước chặt đường đó, qua lộ dân giáo máu tràn thành sông. Thì thử hỏi coi là huynh đệ như vậy mình hơn Phật hơn thầy không? Mà mình dám nói là không trong mà đất nước Việt Nam không có. Đây nè. Tôi Hoàng nói thiệt luôn, Trung Quốc với Miên coi chừng đánh Việt Nam luôn chứ đừng nói không có. Tại vì nó cũng vì giành với giật thì trước mắt rồi, thầy đã khẳng định cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Thì cũng vì cái giành cái giật với nhau, hiện bây giờ đó đất nước Việt Nam mình bây giờ Miên nó nói là ví dụ là đảo Phú Quốc rồi của nó hay gì đó, hoặc mấy tỉnh này của nó hay gì đó, nó muốn giành rồi đó. Thành nữ nó muốn đánh với nhau chứ đừng nói. Thì đừng có nói, mà đừng nói ở đất nước nào không có, đã thầy đã nói cả một cái thế giới ta bà này rồi. Thầy đâu có nói riêng về nước nào đâu. Thầy nói khắp thế giới cửa nhà tan nát, mình hơn thầy không à, mình dám đứng lên đó bình luận nói ở Trung Đông không. Còn Việt Nam không có, mình hơn ông Phật, hơn Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế hay sao. Như cái cơ tận diệt ở đây Tư Hoàng xin nhắc lại chấn chỉnh cho cái huynh đệ nào mà hỏi câu hỏi này đó nghe. Ráng nha, cái Đức Thầy nói là rõ ràng nè. Mắt liếc nhìn thế giới can qua đó, chứ không phải nói chơi đó. Liếc nhìn là thầy thấy đó, thầy thấy trước đó, chứ không phải nói đơn giản đâu. Cái gì thầy cũng là lãnh cái sứ mạng trời, thầy báo tin cho mình biết. Có nghĩa là liếc nhìn thế giới can qua là tại sao thầy nói cả thế giới và muôn ngàn muôn binh tướng chua ra chiến trường có không? Bây giờ đây giờ xin hỏi mà cái đệ nào mà hỏi nói ở ngoài Trung Đông không? Trung Đông rồi tới Biển Đông. Bây giờ mày nội có cái bây giờ mấy đệ mà hỏi để lắng tai là đi, lắng tai là yên tịnh thanh tịnh lại đi dòm cái Biển Đông coi. Trung Quốc bây giờ nè, hoặc mấy đệ đăng là coi lên như mấy cái YouTube lên cho cái clip nè. Trung Quốc bây giờ nó đang sửa sẵn nó đánh Đài Loan rồi đó. Ở ngoài Trung Đông chưa xong mà bây giờ nó là còn sửa sẵn đang đánh rồi. Nó sắp giữa nó đánh Đài Loan bây giờ đây nè, là trong Biển Đông nè. Rồi thử hỏi Biển Đông rồi Trung Đông, Biển Đông rồi tới mình, tới đất nước Việt Nam. Mới giảng cái tuần hát của Đệ Tam Thế Chiến. Đây là khẳng định rồi, thầy nói rồi, cũ cũ y nhiên trình viên tham báo đổ máu thương rơi khùng mới nói chơi chưa ban hàng phục 18 nước tranh bá đồ dương. Không có sao được. Ngàn muôn binh tướng can qua chiến trường, quyết lòng tranh bá đồ dương. Có không? Ông Phật không có nói dốc đâu, còn mình là phàm mà mình biết cái gì mà mình đi nói như lên câu nói này để không khác nào mình chống lại với trời Phật với thầy tổ, mình lỗi đạo. Đây là cái cơ trời, cái tuồng hát này của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế định, chứ không phải mà huynh đệ mà mấy huynh đệ định được đâu. Thành thử ra gán thức tỉnh, gán ăn năn chuyến này nha, sám hối đi chứ đừng có hỏi, đừng có nói nữa, nó không có nha, không có chống trời nữa đâu. Đây Tư Hoàng xin thưa nói thiệt luôn á, thầy đã khẳng định là ngàn muôn binh tướng can qua chiến trường, rồi quyết lòng tranh bá đồ dương, có không? Ông Phật không có nói dốc đâu. Nói bây giờ Trung Đông nó đang đánh với nhau khủng khiếp ngoài rồi đó, rồi bước qua thành trị Ngọ Mùi này đó là 4 năm này còn ác liệt nữa nè. Lời tiên tri của Đức Trạng Trình rõ ràng là năm rồng gắn ngựa dê nè, chúng sanh thế giới ê hề thay thi nè.
có không? Lời tiên tri của Đức Chân Trình ông Di không dịch, và ngài đã khẳng định luôn á, có nghĩa là cái năm tình này là coi như là chiến tranh nó bùng nổ lên, ngài đã khẳng định là Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh nè. Còn ông ba ông nói giáp thời ngó thấy binh đao nè, thì mình đâu có hơn các ngài được, mình đâu có hơn là một mà các vị Phật đó. Đã lòng từ bi thị hiện xuống đây để đánh thức mình, nó cái khổ nó tới lớp nào chiến tranh, lớp nào sập đất sóng thần, rồi lớp nào bão tố phong ba dịch bệnh nó hoành hành. Đâu phải vừa qua cái dịch bệnh COVID, cái corona vậy là hết đó hả? Đây nè, nó tái phát lại chuyến này có chừng này, né nó không nổi đó, chứ đừng có nói tới cái gì hết trơn. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này, xin thưa với cô bác huynh đệ nha. Bây giờ mình chỉ gán làm mèo, mình gán lo tu, mình gán niệm Phật thôi. Chứ giờ này mà còn đi lên là mà nói có nghĩa là mà còn nói là mình hơn ông trời, hơn Phật hay gì. Mình giả lại mình đi nói câu nói ở ngoài không à, chứ trong Việt Nam không có. Việt Nam máu chảy thành sông mà, chứ không có. Vậy xin thưa huynh đệ nào nói là gán sám hối đi nha. Gán niệm Phật mà sám hối đi. Chứ để hồi nữa là coi như là sợ là xác không còn mà hồn cũng tiêu. Ở đây Tư Hoàng xin nhắc nhở thiệt á. Vậy đây là khẳng định rõ ràng rồi. Đây là lời tiên tri của thầy báo tin trước đó, là cho mình biết sau này cái vùng bảy núi đó, có nghĩa là máu chảy thành sông đó. Rồi thay nằm bằng non đó. Non là một cái núi đó. Con người ta chết vậy đó là đây là khẳng định mấy cái mệnh đề này là thầy nói tại đất nước Việt Nam nè, chứ thầy không nói nước ngoài là mấy cái mệnh đề này nè. Rõ ràng thầy nói chừng bảy núi lầu son lộ vẻ thì người già quá trẻ dân ơi hoặc ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ các chư hầu bu nhau giành xé có hơn. Thầy nói các chư hầu là 18 nước đó. Sau này nó tranh bá đồ vương đó. Mà thử hỏi bây giờ đất nước Việt Nam mình có không, mình hơn thầy không, mình hơn ông Phật, hơn trời đã định không? Nước Nam Việt nhầm cõi trung ương, sao chứ có Phật tiên tại thế? Thầy thì dám khẳng định như vậy đó. Sau này có Phật, có Thánh, có Tiên, có Thần, có trong đó còn có người hiền. Vì đất nước Việt Nam mình dòng giống con dòng cháu tiên. Vì vậy hôm nay mà trời thiên không định ngay đất nước Việt Nam sao được, không nhầm ngay cái cõi trung ương sao được. Mà chỉ qua thầy đã báo tin cho mình biết trước là chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên, mà thầy nói cả cái thế giới ta bà này. Rồi bây giờ mình cứ nói là nước ngoài không à, ngoài Trung Đông không à, chứ Biển Đông không có. Có chừng đây nè, tối trời tối đất á, chứ đừng nói không có. Đức thầy nói mặt nước biển lô nhô lặng ngập, chim đua bay cá lại tranh mồi, ngọn thủy triều nô nước trục trôi, bầu trái đất một phen luân chuyển. Ngọn nước biển sao mà lô nhô lặn hợp hả? Lô nhô lặn hợp là cái gì? Sao mà lặn mà hợp? Tàu lặn á, nó nổi lên nổi xuống á, rồi chim đua bay cá lại tranh mồi. Chim là máy bay đó, nó đua bay đó, còn cá là tàu chiến á, chứ đừng nói mà chiến này nó không còn à. Rồi ngọn thủy triều nô nước sụt sôi á, thấy vậy á. Hoặc hạt nhân mà nó bùng lên chiến này là cái nước này nó sôi á, nó sôi cuồn cuộn á, rồi cộng thêm có cái là coi như là núi lửa mà nó bùng lên cái nữa là coi như nó sôi thậm chí tới chín cái quả địa cầu này luôn á. Rồi Đức Thầy mới nói là sao đến Việt là tới cái giờ đó, là đến Việt là tới cái giờ là sơn băng kiệt thủy đó, sơn là núi, băng là lửa đó, núi lửa nó nổ ra một cái rồi là hết nước à. Mà kiệt thủy đâu phải mình dễ sống sao? Nội con cái bây giờ nè, mình không có nước tắm, mình dứt thôi, mình chịu không nổi. Đây là lời cơ trời đã định nha. Thầy lãnh sứ mệnh, thầy bài khai, thầy đã mách bảo trước cho biết cái khổ vậy vậy, nó sắp tới, nó diễn ra như vậy đó, để cho mình tu, mình làm hiền, mình mới còn sống được. Rồi giờ này mình không lo làm hiền, lo tu, lo niệm Phật, mà còn đi hỏi nhiều câu là không biết làm sao để mà nói. Mình đâu có hơn được ông trời đâu, mình đâu có hơn được Phật đâu, thầy lãnh sứ mạng trời. Để bài khai cho mình, để mình đánh thức rồi thức tỉnh mình, cho mình tu mình hiền, đằng sau này mình mới còn sống sót nói đời. Mà giờ này không lo đi hỏi vu vơ, hỏi cái gì không ra gì mình hơn ông trời hết. Đây là cái cơ trời, cái tuồng hát này là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế định, chứ không phải mình định được đâu.
Vì vậy mà hôm nay tôi hoàn mấy bài khai mới chia sẻ với cô bác huynh đệ nha. Cái ngọn nước biển đó là có nghĩa là đại ý là có nghĩa là biển Đông nó bùng lên đó. Có nghĩa là màn hai là tới ngoài biển Đông đó. Là có nghĩa là nó nằm trong châu Á đó. Đất thầy đã khẳng định hết Âu tới Á. Hết châu Âu rồi ngoài là hết Trung Đông rồi là tới châu Á liền. Phật lên liền là không có chậm được. Mà thậm chí coi chừng ở ngoài nó chưa hết mà ở trong biển Đông này có nó đánh với nhau rồi. Bây giờ nội mình thấy Trung Quốc nó hăm he, nó sát phạt với nhau là mình đủ thấy mình khổ rồi. Mình đã thấy mình biết làm sao rồi. Nếu không có làm sao mà nó hăm đánh bà Thái Anh Văn. Rồi nó chiếm chỗ này, nó chiếm chỗ nọ, nó chiếm chỗ kia. Thậm chí tới cái đường biển nó vẽ, cái đường lưỡi bò nó giành luôn. Mà Đức Thầy đã khẳng định rồi. Rõ ràng là khắp thế giới bên lương cựu túc đó, quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau đó. Có không? Cái gì thầy cũng cái cơ trời thầy đã bài khai, thầy tiên tri trước cho mình biết, mình thấy rằng chúng sanh ráng tu, ráng làm hiền, ráng thức tỉnh, ăn năn hoài đầu, hướng thiện thì mới sống được. Ở đây là lòng từ bi của thầy đã bài khai để báo tin cho biết trước. Cũng như cái thầy nói cái thủy ách năm đinh thủ đó, thấy không? Khổ ách này đang thức tỉnh cận, đang thiền định tuần đời sắp hạ. Thành thử hôm nay rồi coi như là năm 97 rồi thầy nói sắp hạ rồi 2023 rồi sắp tới đây từ đây tới Thân Dậu này, là giảng cái tuần hát này đó. Rồi tức hội vị niên giai tiền định hoàng lai thượng cổ mới bình yên thì không còn gì nữa để nói. Nếu cô bác huynh đệ nào mà không có duyên với Phật với trời với thầy đó nghe thì cũng ráng niệm Phật ráng tu, còn bằng không là không thể nào sống đâu. Ở đây tôi hoàng kinh nói thiệt gì cái cơ tận diệt rồi. Mình giờ không có trốn đường nào cho khỏi, không có né ở đâu trơn. Ví dụ bây giờ mình sợ quá mình né, lỡ bây giờ nó sụp đất một cái rồi chút lúc đó có mình ở đó rồi mình chạy khỏi không, mình chạy kịp không? Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật với mình làm hiền à. Xin thưa với cô bác huynh đệ, ráng làm hiền, ráng niệm Phật nha. Tư Hoàng chỉ nhắc nhở bao nhiêu thôi, mong cầu chia sẻ với cô bác huynh đệ để mình làm hiền để mình mới sống được. Chứ giờ không còn con đường nào để sống mà giờ này là không lo làm hiền mà còn lo để mà không tin. Rồi thử hỏi bây giờ chiến tranh nó đã nó vô cái giờ cái đệ tam thế chiến rồi màn một rồi. Nó Trung Đông nó quýnh đầm ấm ở ngoài rồi mà còn giờ ở trong này cũng còn chưa có mà còn mơ hồ à. Thôi bây giờ để có hỏi ý đề nữa, hỏi thêm đi đại. Uống nước đi, uống trà đi. Dạ. Uống trà làm như sao? Trong mấy chén thì mở sâu quá đâu, có thể ăn đi được thôi. Chưa mở chưa? Hiểu. Chưa, từ từ uống qua đi. Giờ nói gì thì tội nhắc tên đó, tội lại nó không nhắc tên mình thôi, thì nhắc tên đó. Nhắc tên nó quảng cáo kênh làm mẹ. Trên kia mình nói lên ấy thôi. Hôm nay Tư Hoàng xin mà góp ý chia sẻ với huynh đệ nào mà lên mà hỏi nói mà có hay là không đó ha. Với lên mà nói theo cái ý phàm của mình đó, xin thưa để mà nói nha. Ráng niệm Phật, ráng tu, ráng làm hiền đi nha. Chứ để rồi đây là không có sống nổi đâu. Vì đây là cái cơ trời đã định rồi. Còn mình đáng lẽ ra trời Phật thầy đã mách bảo là đem cái cơ pháp để đánh thức thức tỉnh mình. Đáng lý ra mình làm hiền, mình lo mình niệm Phật, mình lo mà mình tu. Chứ bây giờ mấy đệ mà nào mà hỏi đó, lên dòm coi. Bây giờ nó chết có mấy chục ngàn không? Bây giờ mình thấy chết như vậy đó, rồi mình thấy có hay là không, mà đi giờ lên hỏi là có hay là chưa, hoặc là đất nước Việt Nam không có gì hết. Chẳng qua là mình không có cái đức tin, cái duyên với Phật, cái duyên tu mình không có, mà thành tựu mình đâu có hiểu, đâu có biết cái gì. Vì chỗ đó mà mình có như là mờ hồ, đăng lên rồi còn hỏi, nói không có hay là không, hoặc là chỉ trích. Đây là của trời, của Phật đã bài khai, đã đánh thức mình, thức tỉnh mình để cho mình tu mình hiền. Rồi hôm nay mình không lo tu, không lo hiền, rồi trở lại lên hỏi, lên nói chuyện cái gì không, là nói theo cái kiểu mà con người mình là tối tâm ngu muội không đó. Chứ thấy ra xác thật coi,
bây giờ chết là sụp đất cũng chết mấy chục ngàn đó. Rồi thử hỏi như vậy rồi có hay không? Nó giờ chiến tranh ở ngoài nó đang đánh ở ngoài, là mấy nước ở ngoài giờ chết cũng đầm ấm rồi đó, có không? Rồi đâu phải thầy nói cả một cái thế giới ta bà này, chứ đâu phải nói riêng về cái đất nước nào đâu đâu. Rồi đây nè, Biển Đông nè, chưa gì hết nè, Trung Quốc nó hăm nó he, nó đánh tùm lum hết bây giờ đây nữa đây. Nội bước qua cái thành trị này đó, nghe là bắt đầu nó khởi sự đó. Mà Đức Thầy cho biết là cái năm thành mà mới có nửa năm á, mà trong ba tánh thất thành hải hùng rồi đó. Chứ đừng có nói mà có hay là không, sợ tới chừng đó đó, sợ hỏi không nổi nữa. Vì vậy mà tôi hoàng chia sẻ nha, xin thưa với huynh đệ nào mà lên mà hỏi là về đăng lên mấy cái clip mà hỏi ví dụ có hay là không ha, hoặc là nói nhiều khi nói vậy chứ nó không biết chừng nào mà tới, xin thưa đó nghe. Ráng niệm Phật đi. Chứ để nó tới rồi chịu không nổi đó. Chứ là thầy đã khẳng định ngày nay yên chứ ngày mai thảm đó. Mình không hơn ông Phật đâu, không hơn thầy đâu. Mà đứng lên mình hỏi có lắm khi mình còn lỗi đạo nữa, mang cái tội cái lỗi nữa. Mình không tin đó. Lời ông Phật, lời thầy nói mà mình không tin đó. Tư Hoàng nhắc lại đây là những cái kim ngôn cơ pháp của thầy bài khai, Tư Hoàng chỉ nhắc lại thôi, chứ không phải của Tư Hoàng. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng chia sẻ đẳng chẳng qua để mong cầu cho cô bác huynh đệ trong nước ngoài nước ráng làm hiền, ráng tu thôi. Tư Hoàng chỉ mong cầu bao nhiêu vậy thôi, chứ sự thật đâu phải của Tư Hoàng đâu. Đây là Tư Hoàng nhắc lại những cái cơ pháp của thầy, vì thầy đã lãnh cái sứ mạng trời, thầy mới bài khai để thức tỉnh mình. Rồi trở lại lên hỏi, lên nói nhiều câu, có nghĩa là nội nhiêu đó không là cái tội lỗi của mình muôn ngàn rồi đó, đủ mình chết rồi đó. Cái sau này Đức Thầy đã khẳng định xử phân những đứa vô nghị đó, là hoặc là xử những kẻ hung ăn tồi tệ đó, nên đây giờ này không lo niệm Phật mà còn lo đi hỏi han, và không có cái sự tin tưởng với trời Phật lên hỏi han là những cái điều mình gây những cái tội lỗi không. Bây giờ nó nói là núi cấm nó nổ rồi, là lầu đài chỗ nó cũng có rồi đó huynh, đúng không huynh? Hôm nay đó xin thưa để nó hỏi lại hai cái ý, được hai cái câu này, nó núi cấm mà nổ rồi với lầu đài có rồi, xin thưa để mà nói đó nghe. Chẳng qua đó là mình ngu muội đó. Mình nổ một cái tiếng nổ này cả một cái thế giới ta bà này là hải hùng á. Rồi bây giờ cả thế giới này chưa có nghe gì hết mà nổ rồi là nổ sao? Hoặc là lầu đài núi cấm lộ nay mai đó, cái ý thầy nói lầu đài. Chứ đâu phải mà nói ở cái nhà đâu, mà nói ở mình ở trên núi giờ có lầu, lầu cái gì? Xi măng đó hả? Thầy nói là ba tiếng sấm đền vàng lộ vẻ, một đền vàng lắm. Rồi lưu ly sơ cự pha lê không à, chứ không phải xi măng này cốc ổi gì đâu mà mình nói là có lầu. Chẳng qua mình nằm trong cái ngu muội của mình mới nói vậy. Chứ đồ của trời của Phật sau này là đồ là xứng đáng cái đời của Thánh Đức Thượng Quân á, chứ không phải xi măng đâu. Còn xi măng của đời là cái đời phàm của mình cho là quý báu, chứ sau này thì nói lưu ly hổ phách mấy tòa đài cung á, dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, nước tôi luôn đóng chào người chân tu. Tới chừng đó đó nó gọi là, chứ còn bây giờ mà mình nói gì núi cấm với hai nữa, núi cấm nổ, xin thưa mà nói trong cái bài ông Táo thầy nói cho trăm họ hải hùng cơn sấm nổ, nổ một cái gọi là có nghĩa là coi chừng cái màn nhĩ mình không còn á, mình nghe cái tiếng nổ này hải hùng là mình quá sợ luôn á. Chứ đừng có nói mà nói nổ rồi cộng thêm cái nói lầu đài có rồi. Cái này chẳng qua là mình nằm trong cái mê bụi với không, nằm trong cái vô minh, cái tối tâm. Chứ còn nổ quá gì. Thầy đã khẳng định đến năm Thân Dậu mới tay đầy sấm vang. Hoặc là thầy nói đến chừng sấm nổ giang thinh á, em ba tánh năng đã muộn. Con này chưa nổ mà tại sao mà nó nổ rồi, hai cái nữa mình nói lầu đài rồi. Mình nói theo cái kiểu mà phàm phu, cái ngu muội của mình. Đâu phải cũng có ngày giờ năm tháng cái cơ trời đã định mà thầy đã khẳng định rồi, có nghĩa là cái năm Thân Dậu rồi, đến năm Thân Dậu tay đầy sấm vang rồi, mình hơn thầy không mà mình nói nổ rồi. Ông kẹp mít lên đi sao vậy? Hồi nữa
kèo cái mít nào? Cái kèo này. Trời ơi, nãy giờ quên hả? Giờ ông Thuận lấy dục rồi đó. Ủa có, nãy đi uống nước nè. Ủa cái này để đây ha. Bây giờ, giờ hồi nữa nấu tới vụ núi đi. Nói vụ giờ nó nói tới. Giờ nói dẫn thầy thi. À. Sao cái thời kỳ mà chiến tranh diễn biến gì sao mà thầy cũng gì tính đi cứu tính đầu này. Mới rồi. Trời ơi cái lệnh trời mà đã coi tận việc sao cứu được. Đã thầy vắng mặt 7 ngày để cho tín đồ trả quả rồi cứu. 7 ngày đang cho ông Năm Trèo xuất hiện lên. Lúc Năm Trèo thể hiện lên thì thầy vắng mặt. Để cho trả quả vì cái cơ trời. Ông Năm Trèo cũng lãnh lệnh trời thôi, bởi vì ổng ăn mấy người tàn bạo đó. Cứu sao được cứu, đã tàn bạo rồi sao cứu. Mà đã tới giờ rồi cứu vậy, nói không nghe, dạy không nghe, tới giờ rồi bị cứu sao được cứu. Chưa mở máy phải không? Khoan. Tắt không rồi, bây giờ mở rồi tắt. Trời ơi trời. Thiệt rồi. Nào nói thì nói đàng hoàng, nói nào. Thời gian nó tiêu luôn rồi ta. Thời gian về dữ nữa rồi. Giờ nó xấu không thời gian này. Rồi. Thì Đức Thầy đã khẳng định rồi, Đức Thầy nó còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ré một nơi. À, sao Thầy nó còn, còn có nghĩa là chưa có hết. À, tại vì tới chờ đó là chỉ có nói chung là Thầy nói trong cái núi cấm, không ngoài cái núi cấm được. À, chữ chiếu là sáng, chữ manh là tủa ra, tới chừng đó, đó nó có nghĩa là mà nó, cái núi Thiên Cẩm Sơn mà nó nổ ra rồi, nó lộ ra một cái đền vàng, à, lộ vẽ ra là một cái đền vàng đó. Thành thử ra Thầy đã khẳng định còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ré một nơi là cái một chỗ đó thôi. Là vì 18 nước tranh bá đồ vương, nó bu về, nó súng lại rồi, có nghĩa là tranh giành ngọc ngà châu báu trong cái núi Thiên Cẩm Sơn. Vì vậy mà Thầy mới khẳng định là còn một cuộc đó là cái màn đó, là cái màn mà núi nổ, tới núi nổ. Cái mệnh đề này là Thầy mới nói còn một cuộc chiếu manh giành xé khắp hoàn cầu, ó ré một nơi là một cái chỗ đó, núi cấm thôi. Ừ. Có nghĩa là chỉ chiếu là sáng, manh là tủa ra, rồi cộng thêm có nghĩa là lưu ly sa cự pha lê, rồi một đền vàng nữa mà không chiếu ra, không tủa ra sao được. Ở trên có phổ lư, có cái hào quang của Đức Phật chụp xuống ở dưới này, một cái thần vàng là nó tủa ra. Vì vậy mà Đức Thầy mới nói còn một cuộc chiếu manh giành xé. Ừ. Rồi khắp hoàn cầu á, là có nghĩa là khắp cả một cái thế giới này, lúc đó nó tranh bá đồ vương á. Thành thử thập quốc quốc chư hầu giành xé đó. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này, cái mệnh đề này là núi cấm nổ ra rồi đó, nó mới lộ ra, nó mới chiếu ra những cái ngọc ngà châu báu, rồi Thầy mới nói hoàng, dân chúng hoàng cầu xem rực rỡ, hoàng cầu đến đó ấm cùng nó. Cả một cái hoàng cầu này mà nhìn vào cái núi cấm mà Thầy thấy nói là còn xem, còn thấy rực rỡ á. Rồi hà huống chi là mình người Việt Nam mình đứng ở tại cái chỗ này mình thấy như là còn khủng khiếp hơn. Vì vậy mà cái mệnh đề này Đức Thầy đã khẳng định rồi, còn một cuộc chiếu manh giành xé đó là tới chừng núi cấm nổ đó, nổ ra rồi nó mới lộ ra một đền vàng, và lộ ra lưu ly sa cừ pha lê hổ phách, rồi cộng thêm cái hào quang của Đức Phật mà ở trên cái phổ lư sau này có nghĩa là cái cột phướng cầu cờ đó, chụp xuống
mà rồi 18 nước đều thấy, mà cả thế giới này đều thấy, Đức Thầy mới khẳng định là dân chúng hoàn cầu xem rực rỡ. Nhìn về cái núi Cấm lúc đó cả cái thế giới đều thấy, mà xem là rực rỡ nữa. Có nghĩa là cái hai chữ rực rỡ là không tưởng tượng đâu. Vì vậy mà hôm nay Tư Hoàng xin chia sẻ cái chỗ này cho cô bác huynh đệ với cái mệnh đề này. Đây là Thầy nói núi đã nổ rồi, nó mới còn bắt đầu nó mới xảy ra cái cuộc chiếu manh này. Vì vậy mà hôm nay Thầy nói xác thật luôn á. Có chỗ Thầy nói tại sao Tư Hoàng nhắc nhở cô bác làm hiền. Vì Đức Thầy đã khẳng định hiền lành chừng ấy xung dày, quân thần cộng lạc thải điều vui chơi đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Đây đó, tới chừng đó mà cái người hiền nhìn được cái kim thân của Đức Ngọc Đế ở giữa trời định phân đó. Đây là Thầy đã bài khai, đã khẳng định là rõ ràng là xác thực. Rồi cộng thêm có một cái nữa, Thầy nói nước Nam Việt nhầm cổ trung ương sao sẽ có Phật trên trại thế nữa. Còn bây giờ mình không lo tu, lo làm hiền rồi tới chừng đó làm sao mình còn để mà thấy được Phật. Đây là kim thân của Phật thể hiện xác thực rõ ràng. Kỳ này là xuống là để lập đời tân dân thánh đức đó, Đức Di Lặc của Phật đó, rồi Phật Dương á. Như vậy mà hôm nay á, mình đã tới ngày giờ đó mình thấy